triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2019, sự kiện chuyên ngành dược phẩm, máy móc đóng gói dược, trang thiết bị và vật tư y tế, thiết bị hóa dược, thiết bị thẩm mỹ lớn nhất tại Việt Nam. Góc nhìn toàn cảnh 2018, triển lãm quy tụ 453 doanh nghiệp, 576 gian hàng đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 262 doanh nghiệp thiết bị y tế, thẩm mỹ, 63 doanh nghiệp dược, 54 doanh nghiệp ứng dụng và công nghệ y tế, 28 doanh nghiệp nội thất và trang thiết bị bệnh viện, 19 doanh nghiệp hóa chất và thiết bị xét nghiệm, 15 doanh nghiệp trang thiết bị xử lý môi trường. 3 cuộc hội thảo chuyên ngành cùng 2 tọa đàm, 488 cuộc gặp và 670 hợp đồng đã được ký kết, 2.987 lượt khách đăng ký online. Để đạt được thành công đó còn phải kể đến sự hỗ trợ của các đơn vị truyền thông, 117 bài viết, 15 truyền hình trung ương và địa phương tới dự và đưa tin. Hãy đặt lịch ngay hôm nay và hẹn gặp quý vị tại www.pharmed.vn.